Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới trong ngày. Con dâu bầu 10 tháng không đẻ, mẹ chồng mời thầy cúng về đánh mạnh vào bụng con dâu. Bình chỉ vào cái bụng phẳng đét của Như lên tiếng. Mẹ Bình tái mặt, bà không ngờ Bình lại dùng cách này để ép cưới. Chị đã tới mức này, bà cũng không thể làm găng lên được. Bà chỉ có một mình Bình, đúng bà không cần đứa con dâu như Như, nhưng giờ cô ta đã mang thai cháu của bà rồi. Bà lại còn đang mong có cháu bé nữa. Vậy là, thôi được rồi, để tôi đi xem ngày, mẹ Bình gằn giọng. Bình và Như nhìn nhau cười tủm tỉm. Cả hai cứ nghĩ đơn giản, được mẹ đồng ý như thế là may có ai ngờ được đâu. Sống cùng mẹ chồng không hề dễ thở một chút nào. Bà soi mói Như từng chút một. Lúc nào bà cũng có thể tìm ra lỗi để bắt cớ Như, mắng chửi Như. Tôi nói cho cô biết, cái ngữ con gái quê mùa vô dụng như cô không dựa hơi cháu tôi thì không bao giờ có cơ hội bước chân vào nhà tôi đâu. Như dưng dưng nước mắt. Rồi một sáng sau khi kết hôn được hơn một tháng, nhìn chiếc que thử thai hiện lên hai vạch, Như khóc trong sung sướng báo tin cho Bình. Vậy là kế hoạch của cả hai đã thành công một nửa. Cô giữ eo không chịu ăn chứ gì, năm tháng rồi mà sao nhìn cái bụng nó bé tí tẹo thế kia. Câu nói của mẹ chồng làm cho Như hoảng sợ, Bình cũng tím mặt trước câu nói của mẹ mình. Bây giờ mà mẹ Bình biết được sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ? Như đang định thú nhận tất cả thì Bình nhanh miệng hơn. Bọn con đi khám bác sĩ rồi. Bác sĩ nói em bé sẽ đang rất khỏe mạnh và phát triển nhanh ở những tháng cuối. Mẹ cứ yên tâm. Bình nhanh chóng khống chế. Mẹ chồng Như nhìn lên lịch, bà hoảng hốt phát hiện ra sự kinh hoàng. Như đã mang thai đến tháng thứ 10 rồi mà sao chưa có dấu hiệu trở dạ cơ chứ? Cái bụng to chình ình thế kia rồi cơ mà. Vốn là người mê tín, nghi ngờ cái thai trong bụng Như là quái thai. Thay vì dục Như đến bệnh viện khám, mẹ chồng Như lại mời ngay thầy cúng về nhà. Bà biết chuyện này Bình chẳng đồng ý, nên lợi dụng đúng ngày Bình phải đi công tác để làm chuyện này. Bà còn dặn Như cấm được bếp xếp với Bình nữa và phải ở nhà chờ bà sai bảo. Cứ như thế mà tin mẹ chồng mà không hề hay biết bi kịch đang đợi mình. Cúng bái xong, thầy cúng cũng phán y như mẹ chồng Như nghĩ. Ngay lập tức, mẹ chồng Như giận dữ gọi Như xuống rồi đẩy ngã Như. Cứ thế đã tới tấp vào cái bụng bầu của Như và miệng thì hét lên. Cô giỏi lắm, cô dám mang cái thứ quái thai nghiệt chủng này vào nhà tôi ư? Như ôm bụng đau đớn, nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy chân mẹ chồng. Mẹ ơi, con cầu xin mẹ đừng làm thế. Con của con không phải quái thai mẹ ơi. 10 tháng rồi không sinh, không phải quái thai thì nó là cái gì? Cô trả lời tôi đi. Mẹ chồng Như gằn giọng, nhất định không chịu dừng lại việc đá mạnh vào bụng Như. Và rồi Như thấy đau bụng dữ dội, phía dưới chân ấm ấm. Nhìn xuống dưới, máu đã chảy lên láng hết cả, Như liệm dần đi. Mẹ chồng Như thấy Như đổ máu quá nhiều, tự nhiên sợ hãi và mau chóng gọi cấp cứu. Con dâu bà bị động thai, chúng tôi đang cố gắng cứu cả hai mẹ con. Nhưng gia đình hãy xác định tinh thần trước vì cấp cứu muộn, mất máu quá nhiều. Đã mang thai đến tháng thứ 7 rồi mà sao còn bất cẩn đến như vậy? Lời vị bác sĩ già khiến mẹ chồng Như hốt hoảng, bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Bình đã lao đến nhìn bà bằng đôi mắt oán trách. Thì ra Bình và Như đã quyết định giả có bầu 2 tháng để ép bà cho cưới. Sau cưới 1 tháng Như mới có thai thật. Vậy là tính đến thời điểm này, cái thai mới được 7 tháng. Nhưng vì không biết, mẹ Bình cứ nghĩ Như đang mang quái thai, vì theo bà tính là 10 tháng. Chuyện đau lòng này là do lỗi ở Bình và Như giấu giếm, hay do mẹ chồng Như độc đoán mê tín, ghét bỏ Như bà? Hay do mẹ chồng Như độc đoán mê tín, ghét bỏ Như mà ra đây? Bác sĩ chạy ra vô phòng bệnh nườm nượp, cuối cùng thì bác sĩ cũng bảo, may mắn là không sao, nhưng từ giờ đến lúc sinh không được cử động mạnh, phải giữ thật kỹ. Vì lần này giữ được mẹ lẫn con đã là một may mắn quá lớn rồi. Nghe lời bác sĩ nói là mẹ chồng cúi gằm mặt, con dâu có làm gì cho bà ghét đâu chứ. Chỉ vì cái ác cảm đầu tiên mà bà vẫn giữ khư khư cái cảm giác đó, mặc cho mọi cố gắng của con dâu. Sợ con trai vì giận chuyện này mà làm liều, nên bà vội xin lỗi con trai và con dâu.
Cũng may mà mọi chuyện cũng qua, như nói trong nước mắt.